chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh Nhân vật Sài Gòn và Du Lịch nhé. Hiện tại mình đang có mặt bên đường Hai Bà Trưng. Hôm nay qua đây chia sẻ giới thiệu đến các bạn, đó là xe hủ tiếu. Đấy, ở đây bán đó là đông khách. Mình quay chia sẻ giới thiệu đến các bạn hai cái làm buổi sáng thì mình ghé đây mua ăn thưởng thức nhé. Ở đây là địa chỉ tại số 74 đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận Nhất nhé cả nhà. Đây là chị gái bán ở vỉa hè thôi. Bằng một cái xe nho nhỏ. Rồi, lẹ lên. Em chào chị nha. Dạ. Rồi, không biết làm sao cho anh ăn nữa. Trời. Mình bán cái món này là bao nhiêu tiền một tô chị? Dạ, 35 ngàn. Ngon, rẻ, sạch sẽ, đẹp. 35 ngàn một tô hủ tiếu. Rồi, xong. Ở đây mình bán một món này hay có món nào không? Mỗi ngày món, mỗi ngày món. À, mỗi ngày một món. Có như 7 ngày 7 món đó. Tôi không dịch luôn ghê. 6 ngày ha, cứ nhật ngày. Chủ thấy cái thau đồ ăn hấp dẫn. Tôm, rồi trứng cút, thịt, thèo, xương, giò heo. Đây là cái nồi nước lèo. Sôi sục sục luôn. Đây có cả bánh canh nuôi, phở, hủ tiếu. Rất nhiều món. Chơi đẹp ơi. Dạ thôi nha. Dạ dạ dạ. Xấu mẹ, xấu mẹ quá trời. Ai đây? Để đồng cho chị mình nó đắng à. Quá hấp dẫn. Thôi bỏ được cái gì à. Thứ mẹ. Xong qua trồng cho cái anh xe hơi đó một luôn. Xíu luôn. Nghe cái bịch sốt cá em bỏ đưa lại lại cho là đó. Đi đi. Ở đây mình có đi giao quanh đây nữa hả chị? Dạ có, giao miễn phí. À, giao miễn phí luôn. Rất tiện nhé. Ai có ở gần đây thì mình có điện học tập đi giao. Rồi nãy chưa xong nữa hả? Một chủ quán đẹp có lên sim lâu vậy? Mở nói ra cho đây coi, cho đẹp chút coi độ nói nhìn giống. Mở nói ra, đúng rồi. Đông. Đây buổi sáng mình đi làm, mình ghé đây mua mang đi được. Quay này thấy hai người đi mà cho lấy mình đang đợi. À, dạ nhiều nhiều kênh khác á. À, dạ. Em đem đi mình. Hai cô cô. Vừa làm phải vừa nghe điện thoại nữa. Cái thẳng vô trong á, cái cổng bệnh viện mà nói cái anh bảo vệ đó là chợ.
đâu biết thì chạy thẳng vô tổng bệnh viện ở đâu luôn. Em 400 rồi anh xa của anh hai hộp nữa anh à, còn hộp của tiếng anh còn à, các bạn à, là hai cô hả? Đúng rồi. Ở dưới nhà chồng con có gì hết để chờ ấy là khách đông quá mà bối rối luôn đó cả nhà. Chị bán cái món này ở đây được lâu chưa chị? Dạ, gần 20 năm rồi. Gần 20 năm rồi. Dạ. Bây giờ lâu đời rồi đó. Từ mới vô đây mà. Từ lúc 17 tuổi mà giờ. Đúng rồi, ở quận nhất này như có nguyên một tập đoàn người Huế vô đây bán cái món này phải không? Chai rượu. Dạ. Chai rượu nhưng mà tự chọn với rồi. Chai rượu chứ không phải rượu chai đúng không? Hả? Cái chai rượu chứ không phải rượu chai đúng không? À, thì chai rượu chọn với rồi. À, một cái nó sẽ lấy nhiều. À, nó hả? Bốn cái này hả? Ừ, thôi. Có gì cho không chạy lên nữa. Ba đang hình đẹp thì mình làm cho em trộn lên đó. Rất nhiệt tình đến đây ăn mà còn phụ nữa. Chứ kiếm nợ giờ mới trả à. Coi chừng là được ăn được gói, được ăn được nói được gói mang về đó. Đẹp nhàng quá trời không? Chưa, thấy hết nguyên cái bàn tay đó mới được. Cho cô gái, cho cô gái. Cô gái là hủ tiếu hả? Cho mình rồi. Đây, tụng miếng mì nữa đây. Anh chạy xe tới chút cho anh. Chạy xe tới chút cho anh. Gì em vậy? Tôm thịt hả? Không. Anh chuẩn giùm em thịt tới cho anh. Cảm ơn ông. Dạ, dạ. Mình bán này chắc chủ nhật mình nghỉ phải không chị? Dạ, dạ đúng rồi. Chủ nhật ở nhà làm hành làm ớt rồi. Nhiều chơi trai. Làm khá nước nữa à. Nè, chủ nhật nhà chơi trai nè. Rồi, bỏ nhớ là bỏ làm tèm nha. Bỏ làm tèm nha. Rồi, này qua đây. Này qua. À, cho mấy cái qua được. Này, bao này bao. Đâu, cái trai nè. Này đi. Cái gái qua đường là ăn cơm không hả? Không. Rồi chị gái làm chén nước mắm mà thơm quá. Chị gái ăn gì? Đây hủ tiếu và chấm với nước mắm mà rất trộn đà ngon. Đây rau đầy đủ rồi nè, chén nước anh là hủ tiếu hủ tiếu mì.
tiếu rồi. Trong 7 món mình có món nào đông khách nhất chị? Đây là bún mắm. À bún mắm. Bún mắm ngày thứ mấy chị? Dạ thứ 5. Ngày thứ 5. Mỗi ngày món, mỗi ngày món. Dạ. Anh đã đưa cho em cái. Ủa không đem tiếu hả? Đó trong cái phòng trong này, trong này. Trong này hả? Rồi em ơi. Rồi chuyển tiền luôn. Trời ơi. Hôm nay ngày thứ 2 chị bán cái hủ tiếu Nam Vang nhất cả nhà. Của em là nhiêu? 35, 35. 35 triệu em. Dạ. Bánh canh cua chứ ngày thứ tư à? Dạ. Rồi chuyển khoản rồi nha. Bún bò ngày thứ 6. Thế còn bún bò 6, 2, 4. À. Thế còn ngày thứ 3 mày bán gì ngày mai á? À dạ. Rồi đúng chưa? Bạn đi anh này, anh tốt em. Anh ơi anh ăn chơi trên to nè. À lấy giờ đi. Giờ nào đi? Giờ nào cũng được á. Rồi gan đi. Rồi giờ nào cũng được, ở đấy nha. Rồi con 7 bịch nữa hả? Dạ. Cho anh đẹp trai ngoài đường cho mình ha, rồi đến lượt chị gái. Đây đây rồi, có rồi. Năm tim cho tim anh lớn. Rồi. Tôi biết rồi nha, tôi này cũng phụ sáng giờ đó. Cái này là phụ sáng giờ xong đó. Xong rồi, tối tiền không? Không, em đã hồng em đó. Rồi, ta làm. Không tim luôn kìa, nghe chưa? Nghe anh. Mình bán món nào cũng 35 ngàn đấy chị? Bún mắm 45, bánh canh cua 40. Coi như mình bán toàn hàng VIP luôn đó. Bán đa ca. Hàng đồ tươi sống còn đóng không á. Dạ. Em bán hàng chất lượng á. Hèn chi mình bảo sao mà cái mà ở đây bán mà 35 nghìn mà thấy được đa ca. Thì cái hàng nó rẻ thì em bán rẻ. Cái hàng đồ bán mà bán tốn mẻ luôn đi. Ờ, chị gái cam kết là bán toàn hàng nóng tươi. Dạ đúng rồi, bán hàng nóng không có bao giờ bán hàng lạnh. Dạ. Có chứ hàng nóng là chứ đừng hàng nóng kia công an đến bắt giờ. Đó là tôm tươi thì nóng thôi chứ cái gì mà nãy rồi nãy rồi. À, rồi 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 à, đây hai người của anh đây ăn được không anh trai? Dở quá. Dở quá. Ăn được không? Mấy hộp á, hộp cho cái tổng số bốn hộp. Bữa nay kêu hai hộp thì tổng là bốn hộp rồi. Đây bán là toàn đồ chất lượng, giá thành cao. Đấy là mọi người đến đây ăn nhiều. Tiền nào của đó nhé cả nhà. Đó, thấy ở cái con tôm nó to này, đều này. Mình bán sớm này chắc mấy cái đồ này mình phải chuẩn bị sáng sớm mà chị. 3 giờ sáng là người ta giao tôm sống cho em cái luộc. Dạ. Còn mấy bịch cho anh Sang thì? Trời, thấy anh đó từ đầu đến giờ vẫn chưa xong ha. Mua nhiều. Dạ. Thế về tới nhà nhiều khi nó nguội hết sao ta? Nước á? Không, giờ là đi xung quanh đây thôi, chuyển về. Dạ. Cách nhà mua 13 phần. Bốn đi đâu rồi ta? Xương heo này ngon nè, thấy hấp dẫn. Nói chung là ai ăn mới cảm nhận được chứ giờ nói là đôi người người ta không tin. Không quay này nhìn thấy là hấp dẫn rồi, nhìn cái thịt nó tươi.
người có người này người ta nói cái này, người ta nói cái kia vậy đó. Đúng rồi, dạ. Phải có người này người kia nói dạ, mình chứ hoàn thiện là sao nhưng được. Nhưng mà chủ yếu là tâm mình thôi. Dạ. Người ta nói thì vậy thì đó. Nếu mình bán cái tâm thôi. Vâng. Dạ. Mình biết trong cái tâm mình là được rồi. Mình vô đây lâu rồi, chắc mình thuê nhà hay ở nhà đây, gần đây chị? Dạ, em thuê nhà ở đây anh ạ. Dạ. Nói là thuê nhà đây thôi, nhưng ở quê là xây biệt thự rồi đó. Mấy chị đây đi bán này ở quê là xây biệt thự, Tết về nghỉ mát thôi. Ship mang đi thì chắc là khách cơ quan gần đây. Dạ đúng rồi, bệnh viện Nhi Đồng. Dạ. Dạ. À, bệnh viện Nhi Đồng. Tiếu cho mình. Như mình ăn tô hủ tiếu đây là đồ ăn y chang trong quán luôn, cái gì cũng có. Tim này, đây là phèo này, phèo heo, quá trời luôn này, đồ ăn quá trời luôn đó, đây là tôm này, 35.000 nha cả nhà, đây sợi hủ tiếu như mọi nơi thôi,
giống nhau. Rau và trục vô đây luôn rồi này, 35.000 một tô này đó cả nhà. Đó, sau đây mình xin kết thúc video á. Cảm ơn cô chú bạn rất nhiều nhé. Do đây không có bàn chỗ ngồi thì không bất tiện, không có để máy quay được nhé cả nhà.